Dung, còn đây là Huy. Hiện tại đang live stream trên fanspage của Huy và mọi người hãy vào đây để chuẩn bị sang sale. Sao cho Huy? Tặng sao á? Thôi tặng sao cũng được mà hãy mua đồ ủng hộ cho Tuyết Nhung. Yeah. Đó. Là ba cậu. Là rớt liền. Vậy rớt hả? Liền. Mọi người chờ chút nha, đang thay đồ nha. Thay đồ không báo chị trời. Rồi. Cái áo đầu tiên đây của mình đây. Đó, quá mình đẹp. Mình mua là đẹp quang, không? Phản quang từ để con phản quang vô. Mọi người mới mua vơi vơi đi cái áo thun này thì ông Mười mới mặc đầm được mọi người. Tại vì biết sao không? Phải mà. Ôi, áo em có heo vị nữa hả? Đây. Thôi cái đó mà màu xanh cái đó là vải cũng thường thôi. Thôi bây giờ đầm đi cậu. Không, đồ ngủ. Đồ ngủ đi hả? Rồi. Rồi đồ ngủ đi. Chị sang đồ ngủ nha mọi người. Đồ ngủ đi. Mọi người thích đồ ngủ không? Kéo qua cho cậu. Từ từ để kéo qua cho cậu. Lên đồ ngủ đi em ơi, lên đơn đồ ngủ đi. Sale sập sàn bữa nay luôn. Ấy bộ. Thôi mấy cái này nè của mày nè. Mấy áo là của người lấy cho cậu. Có người chốt kìa. Chốt cái gì nữa vậy? Anh chốt cho mẹ em coi, chốt phụ em coi. Ở trên này không chứ có. Đó ở dưới thì mà phụ lên like trên này. Thôi cái này bộ kéo ra đẹp hơn nè, bộ Chanel đẹp hơn, bộ Gucci này đẹp nè. Gucci này là Gucci. D1 màu đen là cái nào? D1 màu đen là cái nào? M1. M1 đây, màu đen đi. Đâu, chọn ngẫu nhiên đi. Chọn ngẫu nhiên đi. À có điện thoại hả? Đâu rồi sao em không thấy, thấy chưa? Anh thấy nhưng mà em không thấy á, là bị giãn tương tác rồi. Kìa có cậu vô coi nè. Đây, mời mọi người nha. Không, cái này là có bao nhiêu size nè? 9, 7, 9, 9, 6, 9, 9. Chị Đông. Rồi, bộ đồ ngủ tay ngắn nha mọi người. Tay ngắn. Trời ơi, cậu phải mặc nguyên bộ vô. Ủa, không, cái này mặc không vừa chắc đâu. Cái này là từ cô Út tới cô Mười, cô Mười là ai mặc cũng được luôn á. Đánh con nha. Đánh ký nha mọi người. Ôi, đẹp lắm. Ở này có cổ, đẹp lắm. Có cổ đẹp đi. Cái gì? Cái này tay dài nha. Trời lạnh. Thôi cái cổ này không mặc được đâu. Rồi, đẹp nè. Cổ này ok đó. Cái này 57kg nha mọi người. Rép tin nhắn, 50... rép comment được kìa. Lấy thiệt nha trời, dạ rồi. con lấy cho chú vô rồi, một bộ đó rồi. Rồi. Đâu giờ chốt rồi. Anh thấy gì, anh chứ em không thấy được. Thấy một bộ kìa, chú qua là một bộ. Rồi, ok, lấy cho chú Du luôn rồi, xong, chốt một bộ nha. Hai cậu giống dễ thương quá, ai được. Size M nha. Rồi, cho bác Tư size M. Vừa, thế đó là vừa với size M rồi đó. Rồi. Rồi. Cái này của nữ nha mọi người. Chốt bộ trắng này luôn rồi, chốt luôn. Bộ trắng của ai? Nhà mua luôn. Chú Bách Tiến Du. Bách Tiến Du á, cởi quần ra. Rồi có người mua là cởi ra liền. Trời ơi. Qua mặt hàng. Ok, bình. Qua mặt hàng khác liền. Cái này của bé gái dễ thương nè. Này mấy bé nhỏ nhỏ mà fan của Tuyết Nhung đó. Dưới cái này hợp lý. Dưới 58kg là có nghĩa là bằng cỡ Tuyết Nhung này nè. Đó. Đúng rồi, mặt rất là hợp. Dạ. Mà lại con gấu nữa, rất là dễ thương. Bồ sẽ yêu. Bồ sẽ yêu là chưa. Bồ sẽ yêu chết luôn nè. Bồ mọi người chết mặc luôn. Bộ này là xuất sắc luôn. Rồi, thôi Bác Tư mua ít thôi, tốn tiền Bác Tư. Trời ơi trời. Mọi người, rồi cái đà, mã này là có mã gì không? Mã xanh dương đi cậu. Xanh dương nha, xanh dương đồ ngủ xanh dương. Mã su khiêu nè mọi người ơi, dễ thương lắm. Đáng yêu vô cùng luôn. Facebook của cậu giờ không thấy comment đâu. Ừ, sao nó có mất không? Comment coi nhiều coi. Nói mã mới chốt được nha Nhung ơi. Rồi, đúng rồi. Mới ok, mà. Đồ ngủ nè. Bây giờ lại nha. Mã số 1 là con gấu. M không. Mã ngủ này hả? N1. Lâu lắm rồi, người ta đâu có tặng sao đâu. Ủa sao vậy? Không biết. Thôi tặng không có livestream. Thì đó đang like đó. Cậu có like không? Ủa cậu có. Ồ, áo này cũng dính luôn nè cậu. Cậu không qua. Có lý nha. Hay những cái áo kia hồi nãy hơi nhỏ nha. Áo này thì vừa thấy nhìn
Pinh chi. Ờ cái áo này vừa hơn cái áo kia không? Áo kia kìa, cũng vừa hả? Áo kia là ống sang ra đó cậu. À hả. Chứ áo kia là vừa hơn. Cái này đẹp à. Moonlight hả? Fantasy. Hai cậu cháu thấy dễ thương. Trời ơi, tại vì biết sao không? Mắc nợ ngày xưa đó. Mắc nợ quá. Đi qua Mỹ nó cứ hành mà về đây. Thôi đi thôi. Mà đi. Hành lại hả? Thôi đi rồi. À, thì chứ. Đợt sau cũng qua Mỹ là cậu đâu có cậu Việt Nam con. Đúng rồi, cậu Việt Nam cậu đỡ hơn hồi lúc đầu thôi. Cậu, lúc đầu nó được hơn đi hành thì. Nhỏ không? Không, thấy vừa hả? Ừ. Thì được rồi. Nhiều khách vô quá, khách đúng vô. Lên. Khách lên ba cái nha. Khách đang xếp hàng quá trời kìa. Cái này của cái vô phải không cậu? Xếp cái tiền cho cậu phải không? Cái áo của anh Triệu Nguyễn kìa. Triệu Nguyễn rồi. Huy có Huy đang tìm vú sữa, mua vú sữa ăn. Vú sữa tới mùa phải không? Mọi người ơi, tới mùa vú sữa rồi phải không mọi người? Ừ đúng rồi, về Huy có chở ổi về không? Không có chở ổi đề nổi đâu mọi người ơi. Hai cậu cháu dễ thương quá, cảm ơn. Mỹ đâu có chở ổi về được cậu hả? Không. Tại vì hôm bữa chứ sao không, cậu đi về Singapore đó. Cho nên là đâu có mang về được đâu. Nếu mà đi về thẳng thì mang về. Về Singapore 3 ngày lần cho chơi nên là... nữa đúng không? Không, đi làm, cái kiếm. Cái này là gì cậu? Bottega. Là gì? Hả? Cái thương hiệu á. Nó không phải chữ tiếng Anh đâu. Không, nó là thương hiệu, một cái thương hiệu. Người gặp lại. Hi. Gặp lại chắc lâu rồi.